vẫn tối thui như ngày nào. Để cầm lại cái thấy gì thôi. Ê, cả nhà thấy chỗ này không? Có gì đen đen vậy? Có gì đen đen cái đầu vậy? Phải không? Cái gì này, cái bao cái gì? Ê, nhích. Mô Di Đà Phật, thì hôm nay con trở ra đây thì không biết là bên trong nhà đang có bông nào chú ngụ, thì ở đây cũng hy vọng là giúp được cho vong linh điều gì đó. Nếu vong linh có ở vào trong nhà này thì xin hãy hoan hỷ cho con tiếp cận và giao tiếp với vong. Hello, xin chào mừng ông bà cô chú anh chị và các bạn đã trở lại kênh YouTube của Sun Ma TV cái nhà. Thì ông bà cô chú ơi, thì hôm nay con đang chuẩn bị trở lại ngôi nhà hoang mà trước đây Thí An đã từng trú ngụ trong này cái nhà. Thì lâu lắm rồi con không có trở lại ngôi nhà này. Thì ngôi nhà này thì trước đây được biết thì cũng có chủ nhà họ chở vào họ ở đó mọi người, nhưng mà không biết thời gian sao rồi họ cũng bỏ đi nữa rồi. Chắc tôi cũng nghĩ chắc do bị tâm linh này nọ đồ nên họ ở không được mọi người. Thì ngôi nhà này thì chắc cũng có nhiều của chú anh chị cũng có dấu ấn như ngôi nhà này, đã xem rất là nhiều ngôi nhà này rồi. Thì hôm nay trở lại thì con không biết là trong nhà này hiện tại có vấn đề gì hay không. Thì mũi quá cái nhà. Hiện tại giờ con đang ngồi cách ngôi nhà khoảng tầm chắc khoảng 50 mét. Thì ngôi nhà này hồi trước á thì bên trong thì cái nhà là biết rồi, thì đồ đạc thì cũng không có gì, cũng toan không, trong nhà toan cháo lỏng không có gì chăng. Thì thời gian trước đây khi mà chủ nhà họ vào họ ở hoặc là sau đó dọn dẹp như thế nào thì không biết, nhưng mà đến bây giờ thì con không trở lại thì không biết là trong nhà hiện tại giờ đang sao đó. Thì hôm nay trở vô thì cũng không biết là trong nhà hiện tại có tâm linh hay không, thì cũng có rất nhiều cô chú anh chị kêu con trở lại nhà Thí An có điều gì hay không. Thì hôm nay cũng con trở lại thử coi như thế nào và có cái gì không đó nha. Ngôi nhà này thì nằm ở một con đường kinh, nó rất là vắng. Và bên kia thì có một cái đường cũng đường kinh nữa, nhưng mà bên kia là người ta đường người ta rẽ đá cả nhà. Thì lâu lâu cũng có vài chiếc xe họ chạy qua chạy lại giống như đi đâu đó về không biết nha. Thì cô chú bình thường nghe tiếng xe cũng đừng có ngạc nhiên vì sao mà ở là vắng vậy, có xe qua lại, tại có đường nên có xe qua chạy qua chạy lại đó. Ôi trời ơi, còn để chào cả nhà quá mũi rồi nha. Thì thôi về chốc lẻ không dài dòng nữa, thì con cũng xin phép đi vào bên trong. Thì hôm nay có điều gì hay không thì cô chú anh chị mình cũng hãy yêu quý và like đăng ký ha. Còn vấn đề mà nói về phát gạo thì nào biết rồi, ai có lòng thì liên hệ với số điện thoại trên màn hình để mà liên hệ với con là để phát gạo cho bà con ngày hôm nay. Tại vì con để dồn cho nó nhiều rồi con phát một lần cho tất cả mọi người có thể nhận được, chứ con không để con không phát lắc nhắc làm gì. Nhưng cô chú anh chị mà ai đã gửi rồi đó, thì đừng có sợ ha, tại vì đừng nghĩ là tại sao mà gửi cho Tú rồi mà nó chưa phát này nọ đâu, nhưng mà tại vì con để dồn cho nhiều rồi con phát một lần đó. Còn chắc là ngày mai gì đó con sẽ lên thầy, còn ông bà nào anh chị nào có cần lấy phép gì đó có liên hệ số điện thoại cho màn hình nha. Thì ok, thì bây giờ con mời ông bà cô chú anh chị các bạn cùng Tú đi vào bên trong nha. Đi ông bà, vậy con đi vô ha.
Thì hôm nay con phải ăn cam hồng ngoại. Thì nó cũng cũng đi gần tới nhà rồi. Nhà thế nè. Ở nhà nè. Vẫn tối thui như ngày nào. Để cam coi thấy gì không. Không có gì hết. Ê, cả nhà thấy cái này không? Có gì đen đen vậy? Có gì đen đen cái đầu vậy? Phải không? Nam mô Di Phật. Thì hôm nay con trở lại ngôi nhà này, không biết là trong nhà có vong linh hay không ạ? Hỏi vong ta. Ở đây đi vòng ngoài quay thẳng vô thấy liền cả nhà. Là quay này quay ngang không thấy được. Cả nhà con thấy hình như là bên trong có cái gì trắng trắng, cục trắng 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 với là cái gì. Thổi vong ta. Thấy cục trắng trắng ở đó cả nhà, không biết là phải vong không đó. Để con đi ra sao con quay giữ nhà coi. Không biết bên trong nhà giờ sao không biết. Nó tiêu nè. Vì chứng tự bài đó là trời. Cửa sao mở toan cả nha. Cửa sao mở vẫn mở trong trong phập như trước. Cái gì này cái bao cái gì? Ý, nhích chúng nhích chúng nhích. Mô Di Đà Phật, thì hôm nay con trở ở đây thì không biết là bên trong nhà đang có vong nào trú ngụ, thì ở đây cũng hy vọng là giúp được cho vong linh điều gì đó. Nếu vong linh có ở vào trong nhà này thì xin hãy hoan hỷ cho con tiếp cận và giao tiếp với vong. Nhân ngồi về nhà rõ ràng là vong vong chứ không phải nào. Vong vong chứ không phải là cái gì chứ, rõ ràng rồi. Mà giờ cái nhà tại vì hôm nay con cầm máy ngoại, con không có cầm cái chân máy nên con không đặt cam, không đi lại dây tao tiếp được. Bây giờ con đến gần luôn nha. Gì vậy? Ai lôi mình đi? Này cái gì cục tháng tư nó đi chợ. À, cái thùng nổi cái thùng kia.
còn đâu mất tiêu rồi. Không còn nữa. Ủa gì? Cái chân chắc đây vậy? Ở cái nhà. Chân nhà có thùng nước lọc, thùng đá luôn mà. Ủa chứ vô nhà có phải giỏng cái vậy? Có gì chân bên này cái hông còn cái lỗ vô trong nhà thì không thấy gì hết, để đi ra ngoài có thấy gì không? Thấy được nặng hay lặng tiêu chưa? Đi qua chuồng bò thôi kìa cả nhà. Sao tè cả nhà, ngồi đây nè cả nhà. Ra ngoài hàng chi thì mình vô nhà không thấy gì hết. Mô về Phật thì không biết vong linh từ đâu đến đây và ở đây bao lâu rồi ạ? Ông có thể nói chuyện được không? Ngồi nè. Gì? Ôi sụp. Ủa? Đâu rồi? Không cho cái chuồng bò này có thể vô được, bây giờ nó hết vô được, dây leo rồi nó bớt trơn. Ê. Cái nhà thấy không? Ngoài ở dưới đó kìa. Hôm nay có duyên đến đây thì vong linh từ đó đến đây cần giúp gì không thì nói ha. Vong linh thì không có nói chuyện ở nhà. Mà ta chỉ rằng đánh rằng không được, đánh rằng là bị cái tác động gì đó mà khiến mình té rồi.
thì mình nó cần thì con làm gì thằng ấy cho. Nói gì nghe tiếng gì á? Ồ, tiếng khóc. Tiếng gì hoài ta? Trong nhà này có nhiều vong linh. Nam mô A Di Phật. Thì hôm nay đến đây thì không biết là ở đây có nhiêu vong ha. Thì các vong linh ở đây nếu mà cần con có giúp gì á thì xin hãy qua bên miếu đi. Qua bên miếu đi con cúng kiến cho ăn ha. Nam mô A Di Phật, thì con qua miếu đi con cúng kiến cho ăn ha. Chứ giờ ở bên đây không biết nhiều vong quá thì con sợ. Qua miếu đi con cúng cho ăn bên miếu nha. Thưa cô chú anh chị ơi, bây giờ mình kêu như vậy á để coi coi là họ có qua bên miếu với mình không. Ok, tại ngôi nhà này hiện tại giờ mình không biết là con người ở hay không, mà mình thấy cái giỏng đồ đạc quá nhiều nên mình sợ có chuyện gì đó bất trắc xảy ra thì nó khó xử lắm cả nhà. Ok, thì cả nhà ơi, thì giờ con cúng xong miếu của cả nhà thì nói chung là tại lúc nãy con tính định là cúng bên nhà luôn, nhưng con sợ là con cái là tại vì con thấy nhà thì chắc có lẽ chủ nhà có vào ở đó mọi người, nên con sợ là khi mình con cúng kiến này nọ đồ khi chủ nhà họ vô bất ngờ thì lại có chuyện nọ nó bu, sợ. Thì theo con nghĩ chắc có lẽ nhà đó chủ nhà không dám ở rồi, tại vì chắc lẽ có vong trong nhà nên chắc có lẽ họ chỉ vô và ban ngày hay hoặc như thế nào đó. Chứ nhà thấy đó, nếu mà nhà có người ở thì tất nhiên cửa nẻo phải đóng. Còn đằng này con thấy cửa trước cửa sau đồ là mở toang rồi cả nhà. Nên con nghĩ trong nhà không dám ở đâu. Nhưng mà tại vì con vào quay thì con không có thấy chủ nhà nên không có xin phép được. Nên mình sợ là khi con đi ban hôm á thì chủ nhà không có thể vô bất ngờ thì con sợ sẽ có chuyện không tốt xảy ra, giống như họ nghĩ mình trộm cắp rồi á thì nó lu bu lắm. Nên con qua đây con cúng thì con lúc nãy con cũng kêu vong linh họ qua đây hóa hưởng á. Thì trong đây thì cái nhà con đã biết rồi, trong đây hiện tại có vong dữ lắm, màu đỏ, tóc đỏ đỏ luôn cả nhà, nên nãy giờ con không dám quay bên đó tại vì con sợ là đi qua đó quay một hồi cái gặp vong nó cái đầu mình cúng kiến nó đến nó phá nữa, nên con mới dám cúng đặt sau hè miếu, cứ sau lưng miếu luôn. Hy vọng là con kêu họ qua đây họ sẽ qua. Thì giờ con nói chung cúng trái cây này nọ đồ thì thật sự mấy tháng nay thì kênh thì được xem nó tuột rất là nhiều, và thật sự nguồn chi phí để mua đồ cúng này nọ của con thì rất là ít, rất hẹp cả nhà. Mong có nhà thông cảm nha. Thì giờ có gì cúng nấy. Hồi trước view của đã đỡ, còn có view này nọ đồ con còn có thể mua này mua kia con cúng. Nhưng bây giờ thì nó tụt bất ngờ quá. Giờ đi xa nọ con đi quay cô cũng không dám đi, chi phí này không có. Tại vì cái đợt mà hôm sửa trước con sửa nhà là cái nhà thì con còn thiếu một khoản khá lớn đó. Thì trong năm qua từ đầu năm đến giờ con làm con trả cũng được hơn phân nửa rồi, nhưng cũng còn phân nửa nữa nên con
cố gắng làm để trả xong cái nợ, nhưng mà trả hoài trả không nổi, tại vì lương YouTube nữa thì cái nhà ấy mấy tháng trước có view nổi còn trả lại gai được, bây giờ tháng này quá tụt rồi, bây giờ con không có khả năng nữa nha. Nói chung là con làm bây giờ làm giống như là làm được nhiêu con trả nợ nhiêu hả, cũng khó khăn lắm, nên tiền bạc nhỏ này cúng kiến nó cũng khó khăn lắm bà ơi, chú ơi. Thôi giờ con cúng nha. Thì hôm nay con cúng kiến ở đây con dâng giấy các vong linh ở nơi này cũng như là những vong linh nơi khác. Thì lúc nãy con có đến ngôi nhà hoang, có gặp một con cô gái, thì con cầu nếu mà vong linh có nghe lời con kêu gọi thì có thể qua đây để hưởng đồ cúng ở đây ha. Thì con cúng ở đây cho tất cả vong linh, ai hưởng được thì hưởng, nó ai cần giúp đỡ thì có thể hiện thân ra gặp con và bày tỏ những cái gì mình giống như là mình oan ức này nọ đó, muốn được giải thoát như thế nào, muốn cần giúp như thế nào thì có thể nói ha, thì con sẽ giúp đỡ cho. Thì cộng ông bà ở đây cũng như là miếu ông già, cũng như ông già ở đây cũng cho phép hương linh đến đây hưởng, để cho hương linh có việc tiếp cận với con, mà con có thể được hương linh mo di là Phật. Thì con xin phép rời khỏi ở đây ông bà của chú. Coi coi có cái vấn đề gì vong linh, cái cô gái bên nhà con nó có qua hay không đó nha.
kiếm gì ta? Thì bóp 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 rồi ta. Nhưng bảo cô chú ơi, thì nãy giờ là cam đây không biết như nào nữa, mà ở bên ngoài cũng nghe tiếng đây bóp 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 bóp, giống như là có cái gì rớt bể á. Thì không biết bây giờ vong của cô gái bên nhà con kia có qua hay không nữa. Thì có gì cô chú hãy comment ở dưới phần bình luận nha. Gì vậy? Thì bây giờ con sẽ đốt mới cái tiền bạc nghe ông bà cô chú. Thôi đốt lại lẹ về rồi có chuyện gì đó không ổn. Để con dựng coi lại coi, coi cái vong cô gái bên cái nhà tôn coi có qua không. Nếu mà qua con sẽ kiếm người cách nào đó con giúp cho cô gái này. Cảm ơn bà cô chú xem rất là nhiều. Chào bà cô chú nha.